sa ti. Phước căn con đã tạo thành do thân khẩu ý tu hành dẻo nên điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Cung trời đạo lợi thọ nhàn chúng sanh hữu tưởng nhân gian ta bà chư thiên phạm thiên cùng là bằng trời vô tượng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu bằng ai chưa rõ lời cầu xin cùng thiên chúng đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng chúng sanh hoan hỷ lãnh chung hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca hàng bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm, mùi hương tọa lòng. Nam mô Bụt Tha Dạ. Chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Đức đã từ bi hoan hỷ thay mặt Chư Tôn Đức Tăng truyền trao tam quy ngũ giới đến hàng Phật tử của chúng con. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân sư, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt cùng Chư Tôn Đức đã quan lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Nhục Bình kính cảm ơn đạo tràng đã cùng ghế Nhục Bình lễ bái tam bảo và thọ trì quy giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong quý ngài tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này. Đến với chư Tôn Đức, Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội. Mong rằng phước này trợ duyên quý ngài, quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sằng Kha Dạ. Và một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, Nhục Quỳnh kính mến chào Sích Trần Phụng, mến chào Sích Từ Mẫn, mến chào Thi An Lạc, kính chào anh chị Phan Quang Liêm, kính chào xin ngồi nghe, mến chào Châu Phan, mến chào Trang Thư, kính chào Huyễn Mộng, kính chào Buông Bỏ, mến chào Cẩm Vân. Dạ, một lần nữa con thành kính lãnh lễ chư Tôn Đức, Nhục Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, bây giờ thì đồng hồ con còn sớm 3 phút. Dạ, con cung thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt cho con biết được tín hiệu sư đã sẵn sàng cho chúng con ôn tập bài hôm nay chưa, ngày hôm nay chưa bạch sư. Nếu sư sẵn sàng, sư cho con một tín hiệu để con cung thỉnh sư. Dạ, xa thu lành thai. Dạ, cảm ơn Trạng Đông. Dạ, con kính tri ân sư. Dạ, Nhật Bình kính mời quý vị cùng với Nhật Bình lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tịnh Đạt điều hợp chương trình ôn tập mà ngày hôm nay câu Pháp Cú Kinh số 51 đến số 55. Dạ, kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư ạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ma Dạ. Nam mô Sằng Kha Dạ. Nam mô Ta Sa Pha Ga Tô Arahat Tô Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Ta Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Phạm Thiên vẫn ngậm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhân chẳng gì hay. Biết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc gia ngài dời chân sang. Thuyết pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thính dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giác vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ăn phổ cập đám mưa rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi.
chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri tri vẹn toàn. Nam mô Bích Ha Giá. Dạ đạo tràng, chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Tịnh Đạt từ bi hoan hỷ đăng đàn để điều hợp chương trình ôn tập ngày hôm nay. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi ôn tập an vui tiến hóa. Dạ con kính nhân Bích Đến Sư. Dạ Nam Mô Bụt Thầy Giá. Dạ con kính lễ Chư Tăng, Thầy Đức cùng Pháp Cú Kinh. Ngày hôm nay ngày Chủ Nhật, chúng ta lại gặp nhau trong buổi học ôn tập cuối tuần. Dạ quý vị, dạ cảm ơn quý vị đã cho biết tín hiệu âm thanh tốt ạ. Để bắt đầu cho buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay thì chúng con xin cung kính Chư Tăng và tất cả quý vị chúng ta cùng lễ bái tam bảo. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Sokkhato Bhagavata Dhammo Dhammang Namassami Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sangkhang Namami. Sathu, sathu. Dạ, ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục ôm câu pháp cú ở phẩm Hoa Phúc Pha Quốc Cá. Hôm nay chúng ta ôn từ câu 51 đến câu 55. 51, 52, 53, 54, 55, tổng cộng là có 5 câu. Sở dĩ hôm nay chúng ta ôn tập nhiều câu như vậy là có những câu kệ ngôn pháp cú, có những cái tích truyện nhân sự gồm hai câu kệ ngôn liên tiếp, giống như là câu số 51 và 52 là nhóm câu kệ ngôn pháp cú liên hệ đến cái duyên sự thiện nam phủ Chattapani. Cái duyên sự đến tín nữ Visakha liên quan đến số 53, và cái duyên sự của đại đức Ananda Vấn Đạo Ananda Rappanha liên quan đến câu kệ ngôn số 54 và 55. Như vậy chúng ta hôm nay thì ôn tập tận đến 5 câu pháp cú, nhưng mà chỉ liên quan đến 3 cái duyên sự tích truyện. Đó là lý do tại sao mà hôm nay chúng ta ôn tập nhiều hơn là những ngày khác. Nhà viết đã sẵn sàng, chúng ta bắt đầu cho cái buổi ôn tập hôm nay. Trước tiên thì Tịnh Đạt sẽ đọc lại 5 câu kệ ngôn pháp cú này một lượt bản Pali và bản Việt ngữ của Ngài Hòa Thượng Minh Châu. Nếu quý vị có chuẩn bị tài liệu hoặc là có bản kinh trước mắt thì chúng ta cùng lắng nghe và cùng ôn tập lại tập thể. Sau đó thì Tịnh Đạt sẽ nhường mic cho tất cả mọi người sẽ có cơ hội để mà chọn cho mình một câu kệ ngôn pháp cú để ôn đọc lại, trùng tụng lại và cũng đọc thêm cái phần tóm tắt duyên sự của mỗi câu pháp cú tương ứng. Dạ, quý vị đã sẵn sàng thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu ạ. Phẩm Hoa Bất Pháo Quốc Cá, câu số 51. Yathā bhi rucirāṁ buddhaṁ
Vana vantang agantakang evang supasita vaja apalahoti akupato yathabi rucirang bopang vana vantang agantakang evang supasita vaja apalahoti akupato. Những bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói không làm không kết quả. Câu 52. Yathabi ruchirang bopang vana vantang sugantakang evang supasita vaja sapala hoti kuppato. Yathabi ruchirang bopang vana vantang sugantakang evang supasita vaja sapala hoti kuppato. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương, cũng vậy lời khéo nói có làm có kết quả. Câu 53. Yathabi puppara simha kaira mala gune pahu evang jatena machena katappang kusalang bahum. Yathabi puppara simha kaira mala gune pahu evang jatena machena katappang kusalang bahum. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện lành. Như từ một đống hoa nhiều tràng hoa được làm, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều việc lành. Câu số 54. Na buppa gantho pati vata meti na chanda nang takara manlika satancha gantho pati vata meti sapadisa sapuriso pavayati. Na buppa gantho pati vata meti na chanda nang takara manlika satancha gantho pati vata meti sapadisa sapuriso pavayati. Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hương các loại hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Câu số 55. Chanda nang ta karang wabi upalang ata wasiki ete sangganta jatanang sila gantho anuttaro. Chanda nang ta karang wabi upalang ata wasiki ete sangganta jatanang sila gantho anuttaro. Hoa chiên đàn già la, hoa sen, hoa vũ quý, giữa những hương hoa ấy giới hương là vô thường. Hoa chiên đàn già la,
hoa sen hoa vũ quý. Giữa những hương hoa ấy, giới hương lào vô thường. Sa thú, sa thú. Dạ, đó là phần ôn tập tập thể một lượt năm câu kệ ngũ ở phẩm Hoa Búp Phá Quốc Cá mà chúng ta sẽ ôn tập ngày hôm nay. Thì bây giờ thì xin mời tất cả quý vị chúng ta, tình đàn sẽ nhường mic lại cho tất cả quý vị chúng ta cái cơ hội để tụng những câu kệ ở trong phẩm Pháp Cú Kinh. Đức Phật nói lên sau những cái bài pháp, những cái lời sách tấn nhắc nhở, và quý vị và cũng như là tất cả chúng ta không chỉ đơn thuần là tạo một cái lớp học sinh hoạt Phật pháp, mà trong cái thời gian mà chúng ta diễn ra cái sinh hoạt Phật pháp, nhất là đọc lại những cái bài kinh như là các cái diễn đàn Kinh Pháp Cú, Kinh Ân, Kinh Trung Bộ, thì đó là một lần, thưa quý vị, rằng chúng ta làm một cái công việc hết sức là quan trọng, là gìn giữ Phật pháp không có bị mai một, gìn giữ Phật pháp được trường tồn. Và đặc biệt là kinh điển được ghi chép lại từ thời xa xưa ở Ấn Độ cho đến ngày hôm nay, được truyền khẩu và ghi lại bằng cái ngôn ngữ Pali. Quý vị, Pali bắt nguồn và có mặt, được sử dụng cho lời Phật dạy là không có chữ viết. Cho nên khi mà chúng ta đọc bằng từ Pali Latin ngày bây giờ, hay là Pali Miến Điện, Pali Thái Lan, thì đó là cái cách mà người dân bản xứ phiên âm cái ngôn ngữ, cái âm thanh qua cái ngôn ngữ ở sở tại. Như vậy cho nên có những cái từ mà chúng ta cảm thấy không có quen tai, như là trong kinh Pali của Miến Điện hay là trong kinh Pali của Thái Lan so với là kinh văn của mẫu tự Latin. Việc đó không có quan trọng bằng là chúng ta đang đọc lại, nhắc lại chính cái ngôn ngữ mà Đức Phật và chư Thánh Tăng, chư đệ tử của Đức Phật ngày xưa sử dụng để mà nói lên cái ý nghĩa thực tại, khuyến khích sách tấn cho người đệ tử, cho người học Phật biết được cái con đường, biết được cái lối đi để mà thoát khổ. Thì ngày hôm nay trong mỗi cái lớp học chúng ta làm công việc ôn tập lại, trùng tụng lại, và đặc biệt là bằng ngôn ngữ Pali, hết sức là quan trọng. Và bây giờ thì tình đàn xin được nhường mic cho tất cả mọi người. Chúng ta hãy tạo dựng cái thiện sự đầu ngày cũng như là cuối ngày theo cái từng mốc thời gian ở trên mỗi đất nước khác nhau. Bây giờ thì tình đàn xin được nhận biết vị nào sẽ xung phong đầu tiên, và xin mời tất cả quý vị chúng ta giơ tay Dạ, xin mời cô Đặng Đông, tình đàn xin được xuống mic. Xà thú, xà thú. Xà thú lành thai, con thành kính tri ân đại đức tình đạt. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng. Con kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức, cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào đạo tràng. Kính cảm ơn quý vị cho biết tín hiệu nghe rõ.
Sau đây con xin đọc câu pháp cú số 51. Cảm ơn chị Nhật Quỳnh. Đa bốt bài. Giá tha biết rú chi rằng bút phần hoàn na hoàn tăng a gần tha cần ê hoàng su phà xin tà hoa trà á pha là hồ tí á cúc ba tồn. Giá tha biết rú chi rằng bút phần hoàn na hoàn tăng a gần tha cần ê hoàng su phà xin tà hoa trà á phá là hồn tí á cúc bá tồ. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc nhưng không hương, cũng vậy lời khéo nói, không làm không kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Sau đây con xin kính đọc duyên sự vắn tắt. Đức vua Ba Xê Ná Đi xứ Cô Xá Lá thỉnh cầu Đức Phật phái một vị tỳ kheo đến hoàng cung để dạy đạo cho hai ái hậu của nhà vua. Đức Phật đã phái tôn giả Ananda làm phận sự này. Thời gian học tập trong hai bà hoàng, chỉ có hoàng hậu Malika tiến bộ đạt kết quả vì chú ý nghe pháp và tinh tấn thực hành. Còn bà Thứ Phi Qua Xá Phá Kháp Tí Giá thì không chăm chỉ học tập nên không đạt kết quả. Khi tôn giả Ananda về chùa, Đức Phật hỏi chuyện, tôn giả đã trình bày thành tích học tập của hai bà hoàng. Nghe xong, Đức Phật thuyết hai kệ ngôn trên. Dạ, thưa duyên sự đã chấm dứt. Em kính mời cô Cẩm Vân. Dạ, sa thú kính cảm ơn Sư Trang Đông. Nam mô Bụt Thà, dạ nam mô Tam Ma, dạ nam mô Sam Khà, dạ. Con kính hành lễ Đức Phật, con kính hành lễ giáo pháp, con kính hành lễ Đức Tăng. Con kính hành lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức Tịnh Đạt, đại đức Tuệ Đức cùng chư tôn đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong room. Con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 52. Giá tha phí rú chi răng bút băng hoàn ná hoàn tăng su gan tha căng ê hoàng su bà si tà hoa cha xá pá là hồ tí xá cút bá tô. Giá tha phí rú chí răng bút băng quanh ná quanh tăng su gàn thá căng ê quăng su bà xí ta hoa cha xá pá là hồ tí xá cút bá tô. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Đức vua Pa Xê Ná Đi xứ Vô Cô Xá Lá thỉnh cầu Đức Phật phái một vị tỳ kheo đến hoàng cung để dạy đạo cho hai ái hậu của nhà vua. Đức Phật đã phái tôn giả Ananda làm phận sự này. Suốt thời gian học tập trong hai bà hoàng, chỉ có hoàng hậu Malika tiến bộ đạt kết quả vì chú ý nghe pháp và tinh tấn thực hành. Còn bà Thứ Phi Qua Xá Phá Cá Tí Giá thì không chăm chỉ học tập nên không đạt kết quả. Khi tôn giả Ananda về chùa, Đức Phật chuyện tôn giả đã trình bày thành tích học tập của hai bà hoàng. Nghe xong, Đức Phật thuyết lên hai kệ ngôn trên. Và Cẩm Vân đã đọc xong ạ. À.
Mến mời bằng tay của quý vị ạ. Mến mời bằng tay cô tu nữ Tuệ Duyên. Mến mời Sít Từ Mẫn, Sít Nhật Quỳnh và kính mời quý vị nha. Dạ, sa thủ kính cảm ơn Cẩm Vân. Mời nhà con lần một lần nữa thành kính đảnh lễ chư tôn đức Nhật Quỳnh kính chào đầu tràng. Dạ, cảm ơn Từ Mẫn, cảm ơn Trần Đông, cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Nhật Quỳnh mời Thi Na nha. Dạ, mời bằng tay quý vị đưa lên để một hồi không đủ giờ nha quý vị. Là mình không được ôm, là mình uổng lắm đó. Dạ, mời Thi Na. Con kính đảnh lễ tại ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tư nữ. Dạ, con đánh lộn con số 52 thưa cô. Dạ. Con xin phép đọc câu pháp cú số 52. Yat tha phi ru chi rằng phúc bằng wan na wan tăng su cam tha tăng ê hằng su pa si ta wa cha sa pa la hồ tí su cúp sa cúp bát tô yát tha bi u chi rằng cúp bằng hoàn na hoàn tăng su gan tha căng ê hằng su pa si ta wa cha sa pa la hồ tí su cúp sa cúp bát tô. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương của vậy, lời nói lời khéo nói có làm có kết quả của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Yan tha phi ru chi răng phum phăng wan na wan tăng su can tha căng e wang su pha si ta wa cha sam pha la hô tì sa cung ba tu nhàn tha phi ru chỉ đang phương băng quan na quan tăng sự căng tha căng e quang su pha si ta wa cha sam pha la hô tì sa cung ba tu. Như bông hoa tươi đẹp có sắc lại thêm hương cũng vậy, lời khéo nói có làm có kết quả của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Đức vua Phát Xê Ná Tí xứ Cô Sát Lát thỉnh cầu Đức Phật phái một vị tỳ kheo đến hoàng cung để dạy đạo cho hai ái hậu của nhà vua. Đức Phật đã phái Tôn giả Ananda làm phận sự này. Suốt thời gian học tập, trong hai bà hoàng chỉ có hoàng hậu Mallika tiến bộ đạt kết quả vì chú ý nghe pháp, tinh tấn thực hành. Còn bà thứ phi và sát phá khách thí giá thì không chăm chỉ học tập nên không đạt kết quả. Khi Tôn giả Ananda về chùa, Đức Phật hỏi chuyện, Tôn giả đã trình bày thành tích học tập của hai bà hoàng. Nghe xong Đức Phật thuyết hai kệ ngôn trên. Dạ, con kính tri ân quý sư và đạo tràng. Con xin mời vị kính tiếp. Dạ, Nam Mô Bụt Tha. Dạ, dạ xạ thủ Xích Nhật Quỳnh, Xích Rạng Đồng cho Tư Mẫn biết tín hiệu. Dạ, Tư Mẫn xin đọc bài
năm 14. Và con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, Cô Tu Nữ Tuệ Duyên và quý chư Tôn Đức, Tăng Ni trong Đạo Tràng. Và con xin đọc bài số 54. Napupagang Po Bati Hoa Ta Mê Ti Na Chan Đa Nàng Ta Gã Rạ Ma Li Cà Hoa Sa Tàn Cha Gang Thổ Ba Ti Hoa Ta Mê Ti Sắp Bà Đi Sa Sắp Bù Đi Sô Ba Gia Gia Ti. Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Na pup pa gang po ba ti wa ta me ti Na chan da nang ta ga ra ma li ka wa Sa tan cha gang po ba ti wa ta me ti Sắp ba đi xa, sắp bù đi xô, ba gia gia tì. Nà bụng pa găng phô, ba tì hoa ta mê tì. Nà chăng đa năng, ta gà ra ma li ca hoa. Sa tăng cha găng phô ba ti hoa ta mê ti Sắp ba đi xa sắp bù ri sô ba hoa ya ti Na bụp pa găng phô ba ti hoa ta mê ti Na chăng đa năng ta gà ra ma li ca hoa Sa tan cha găng phô ba ti hoa ta mê ti Sắp ba đi xa sắp bù ri sô ba ya ya ti Hương các loài hoa thơm không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Chỉ có bậc chân nhân tỏa khắp mọi phương trời, Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ. Sau đây con xin đọc duyên sự. Hai bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết ở Sawatthi. Khi đó Tôn giả Ananda đã bạch hỏi Đức Thế Tôn rằng, trong đời có nhiều thứ hương thơm, như là hương của bông hoa, hương của gỗ cây, hương của rễ cây. Những thứ hương đó mùi thơm chỉ bay xuôi gió. Vậy có thứ hương nào bay ngược được ngược chiều gió không? Và trong các loại hương, thứ hương nào cao quý nhất? Để trả lời câu hỏi này, Đức Phật đọc hai bài kể trên và con đã đọc xong. Dạ con kính mời chư vị kế tiếp của con. Kính mời cô Tử Tuệ Duyên. Dạ con xin xuống mất. Dạ, sa thú lành thay. Cảm ơn chị Từ Mẫn. Nam mô Bụt Tha, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sankhaya. Con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức, kính lễ quý tu nữ và thân chào quý thầy nam tín nữ. Dạ, tự nhiên xin đọc câu 54 cũng giống như Từ Mẫn đi Rạng Đông.
Dạ, dạ, cảm ơn Nhật Quỳnh. Thì bây giờ Địa Duyên xin kể kinh Pháp Cú số 54. Không nghe. À, Rằng Đông nghe rõ mà, Thường Phụng không nghe hả? Bây giờ nghe rõ chưa? Alo, alo, rõ hả? Rồi, bây giờ Tự Duyên xin đọc nha. Rồi chiều giờ Tự Duyên rất là khó khăn, vô lâu lắm mới được ngồi, rồi vào lại. Bóp bóp bài lên giùm Rằng Đông ơi, nó chạy qua rồi. Khổ ghê. Dạ, 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 cảm ơn Nhật Quỳnh. Dạ, bây giờ Tự Duyên xin đọc. Nát bức phát ganh thô bá tí đắc mê tí nát chăn đắc năng tác gá ráp mạnh lý ca qua sát tăng chá ganh thô bá tí qua tác mê tí bà sô đà giá tí na búp pa gan thô pa ti wa ta mê ti na chan đa năng ta ga ra man li ca wa sa ta anh chan sa tăng cha gan thù ba ti hòa ta mê ti sắp ba đi xa sắp bu rì sô qua đặt ba hòa gia ti na búp pha gan thù ba ti hòa ta mê ti na chan đa năng tam na chan nhà na chan đa năng ta ga ra man đi ca hòa sa tăng chắc gan thù ba ti hòa ta mê ti sắp ba đi xa sắp bu rì xô ba hoa gia tì nắp búp phát gần thù ba tí hoa ta mê tí na chan đa năng ta ga ra ma li ca hoa sắp tành chắc gần thù ba tí hoa ta mê tí sắp ba đi xa sắp bu rì xô ba hoa gia tí hương các loài hoa thơm không ngược gió nhưng hương người đức hạnh ngược ngược gió tung bay chân nhân tỏa khắp mọi phương trời. Hòa thượng Thích Minh Châu. Hai bài kệ này được Đức Thế Tôn thuyết ở Sāvatthī. Khi đó Tôn giả Ananda đã bạch hỏi Đức: trong đời có nhiều thứ hương thơm như là hương của bông hoa, hương của gỗ cây, hương của rễ cây. Những thứ hương đó mùi thơm chỉ bay xuôi gió. Vậy có thứ hương nào bay được ngược chiều gió không? Và trong các loại hương, thứ hương nào cao quý nhất để Phật đọc hai bài kệ trên? Bài này rất là hay, nhưng mà hôm nay tự nhiên nó lập bập vì chiều giờ cái banh thoát nó vô đó, nó bị giật. Cho nên là mắt của Tự Duyên nó cũng giật theo, cho nên là chữ đọc được, chữ đọc không. Dạ, xin đạo tràng quan hỷ. Dạ, bây giờ mời
Trần Phụng á, mà Trần Phụng đi cũng cười á. Dạ, bây giờ Trần Phụng có nghe được không? Trần Phụng có trả bài không, Trần Phụng ơi? Dạ, cảm ơn Trần Đông cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dăng ra rồi bây giờ vào lễ có trả bài không? Thử cầm mic không Trần Phụng? Alo, alo, để hết giờ nha, rồi đừng có khóc rồi nha. Xích Thành Kiểm ơi, đâu rồi? Dạ, Nhật Quỳnh bao chót. Không nghe, không có sao hết đâu, mời quý vị trong đạo tràng. Cứ việc đưa tận tay lên đi, hãy còn giờ thì Nhật Quỳnh sẽ ôn bài, rồi bằng hết giờ thì Nhật Quỳnh thỉnh để Đức Tịnh Đạt kết thúc. Nhật Quỳnh bao chót, không có sao hết, có lúc phải cậy hai giọng luôn đó, nên quý vị đừng lo, quý vị cứ đưa tay đi, mời Trần Phụng nha, và mời đạo tràng, mời Hành Kiểm, mời cả đạo tràng à. Dạ, Nam mô Bụt Tha giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sanh Kha giá. Dạ, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức. Kính lễ quý cô tu nữ, kính lễ cô tu nữ Tuệ Duyên. Con kính chào quý cô. Dạ, kính chào quý đạo hữu. Dạ, cho con đọc câu số 53. Dạ, con cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Yatha bibhut phasa simha kajira malagune bahu ewang chatena machena katapang kusalang bahum. Yatha bibhut phasa simha kariya mala gune bahu ewang chatena machena katapang kusalang bahum. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được kết, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Dạ, con rất thích câu này. Như từ một đống hoa, nhiều tràng hoa được, cũng vậy thân sanh tử làm được nhiều thiện sự. Họ thường thích Minh Châu. Dạ, con xin kể. Dạ thả bi bất phà xa xìm ha ca di ra ma la gu nê ba hu ê quảng cha tê nè mặt chê na cắt tập băng cu xa lăng ba hùng dạ thả bi bấp phà ra xìm ha ca di ra ma la gu nê ba hùng ê quảng cha tê nè mặt chê na cắt tập băng cu xa lăng ba hùng. Nhà con xin đọc duyên sự 53 là tín nữ Visakha có nhiều đức hạnh do đã gieo trồng những hạt giống thiện phước trong quá khứ. Chẳng những thế, tín nữ Visakha còn là một nữ cư sĩ hộ độ Phật pháp rất vững mạnh. Khi còn nhỏ, có một lần được ý kiến Đức Thế Tôn Gotama, tín nữ Visakha đã lĩnh ngộ được giáo pháp và chứng đắc đạo quả Tu Đà Hường, một tâm lực niềm tin vững chắc nơi Tam Bảo.
Những phước lành đặc biệt trong cuộc đời của tín nữ Visakha làm đã có công khéo léo hướng dẫn gia đình bên chồng hướng tâm chánh pháp và vun trồng hạt giống Bồ đề. Tín nữ Visakha là thi chủ cúng dường ngôi chùa Parama là Đông Quân Tự tại cửa phía đông thành Savatthi. Sau những thành tựu, những ý nguyện tác tạo các công đức một cách mỹ mãn, một lần nọ tín nữ Visakha đã ngân nga những lời hoan hỷ và gây sự chú ý đến chư tăng. Đức Phật nói rằng tín nữ Visakha do tâm lực được nuôi dưỡng về những thiện sự đã làm từ nhiều đời sống quá khứ, ngay trong kiếp sống này cũng giống như từ những bông hoa kết thành nhiều tràng hoa có giá trị. Dạ hết ạ. Bài hay quá ạ. Dạ con cảm ơn cô Rạng Đông đã bốc bài. Dạ con xin dâng mic lại đạo tràng. Dạ sa thủ kính cảm ơn sức trần phụng. Nam mô Bích Tha giá. Dạ một lần nữa con thành kính đảnh lễ chư tôn đức nhục bình kính chào đạo tràng. Dạ cảm ơn cô tu nữ Tỳ Viêu, sức Rạng Đông, sức Từ Mẫn cho nhục bình biết được tín hiệu. Dạ cảm ơn Thi Na. Dạ con xin ôn bài câu pháp cú kinh số 51 ạ. Dạ con xin sám hối. Gia tha bi ru chi rằng bực bằng quan na quan tăng a gan tha căn ê quan su pha si ta qua cha a pha la hồ a pha la hồ ti a cúp ba cơ. Gia tha bi ru chi rằng bực bằng quan na quan tăng a gan tha căn ê quan su pha si ta qua cha a pha la hồ ti a cúp ba cơ. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương cũng bị lời khéo nói không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương cũng bị lời khéo nói không làm không kết quả. Dạ con xin được kể. Dạ thả bi ru chỉ răng phục văn bệnh na quanh tăng à gánh tha căng ê quang su pha sĩ ta qua cha a pha la hô tỳ a cúp ba tô. Dạ tha bi ru chỉ răng bụp phăng bệnh na quanh tăng a gánh tha căng ê quang su pha sĩ ta qua cha a pha la hô tỳ a cúp ba tô. Rạng Đông cho nhục bình dương sự. Rạng Đông ơi, dạ cảm ơn Rạng Đông. Đức vua Ba Xê Na Đi sư Cô Sa Lá thỉnh cầu Đức Phật phái một tỳ kheo đến hoàng cung để dạy đạo cho hai ái hậu của nhà vua. Đức Phật đã phái tôn giả Ananda làm phận sự này. Suốt thời gian học tập, trong hai bà hoàng phi chỉ có hoàng hậu Mallika tiến bộ đạt kết quả vì chú ý nghe pháp và tinh tấn thực hành. Còn bà thứ phi qua sát pháp khắp thế giới nhà con xin sám hối. Còn bà thứ phi qua sát pháp khắp thế giới thì không chăm chỉ học tập nên không đạt kết quả. Khi tôn giả Ananda về chùa, Đức Phật hỏi tôn giả đã trình bày thành tích học tập của hai bà hoàng. Nghe xong Đức Phật thuyết lên hai kệ ngôn trên. Nam mô Bụt Tha giá. Dạ con đã đọc viên sự trong. Do con hai câu này con đều thích, nhưng mà
con thích nhất câu 51, lý do là luôn nhắc mình bông hoa tươi đẹp có sắc nhưng không hương. Phải nhắc mình là đừng có nói lời, đừng khéo nói cho người ta nghe mà trong tâm mình không có tu tập, nên con thích nhất bài này. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, dạ con nghĩ là đạo tràng đã hết người ông bài. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung kính đại đức Tịnh Đạt, từ bi hoan hỷ đăng đàn để đúc kết buổi ôn tập ngày hôm nay. Dạ con kính nhân Bích Linh Sư ạ. Dạ con thỉnh sư cầm mít bạch sư. Dạ xa thú, xa thú lành thai. Dạ, hy vọng là quý vị sẽ nghe được, tại vì có dấu hiệu là mạng không ổn định. Quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ, xa thú, xa thú. Dạ, cảm ơn quý vị. Phải nói rằng cái thời gian mà một tiếng, một giờ đồng hồ, từ lúc 7 giờ cho đến 4 giờ 45, cũng như là gần cái thời gian kết thúc, trải qua rất là nhanh. Cái thời gian trải trôi qua nhanh đó, thì phải nói rằng do chúng ta có cái sự làm việc một cách rất là hoan hỷ, hăng say, quên đi cái thời và mẹ, như là mỗi vào giờ đồng hồ. Cái liên quan đến cái phẩm hoa đó, thì đương nhiên thì Tịnh Đạt có nói rằng đây là những cái phẩm được kết tập, nó có những cái ý nghĩa gần giống với nhau. Trong Kinh Pháp Cú thì Đức Phật Ngài cho là hay là nói gián tiếp hay là dùng một cái hình ảnh ví dụ, Ngài đều hướng đến cái mục đích cuối cùng, đó là diệt trừ các cái phiền não lậu hoặc. Nhà chúng ta để ý tất cả những cái hình ảnh minh họa, ví dụ hay là dẫn chứng thì hoặc là ẩn dụ thì đều là muốn nói đến một vị đã hoàn toàn giải thoát, cắt trừ các cái phiền não. Và một ý nữa đó là Tịnh Đạt muốn mượn cái hình ảnh mà cái bông hoa để gợi thêm một cái ý nữa cho chúng ta áp dụng ở trong cái đời sống mình á. Thì bông hoa thì thường là người phụ nữ thì rất là thích hoa đẹp, hoa tươi, và cũng rất là thích để trưng hoa. Thì lợi dụng cái việc mà chúng ta thích hoa đẹp, hoa tươi và làm đẹp bằng hoa tươi đó, thì chúng ta lợi dụng cái cách này để mà dẫn tâm tu tập bằng cách nào, thưa quý vị? Rằng khi mà chúng ta mua hoa về hoặc là hái hoa từ vườn vào để mà chuẩn bị trưng hoa, thì ngay lúc đó Tịnh Đạt mong rằng quý vị hãy có một cái suy nghĩ rằng cái bông hoa này rồi sẽ tàn, rồi sẽ có cái mùi khó chịu. Và chính vì cái suy nghĩ này cho đến khi cái bình hoa trải qua 3 ngày, 5 ngày nó sẽ tàn và nó gây cái mùi hôi thối. Và khi chúng ta đi dọn dẹp đó,
chúng ta đi đổ đó, thì chúng ta không có bị khó chịu. Không có bị khó chịu của cái hiện tại đó là cái mùi hôi thối của bình hoa. Do rằng chúng ta hiểu rằng có cái hoa tươi thì sẽ có hoa tàn. Và cái ẩn dụ hình ảnh này nó sẽ cũng gợi nhớ cho chúng ta đó là có thân sanh tử rồi thì nó sẽ cũng phải già chết. Chúng ta lợi dụng từng cái khoảnh khắc trong cuộc sống và dẫn tâm để mà nuôi dưỡng cái sự tu tập hàng ngày, hàng giờ. Qua đó thì chúng ta thấy rằng có cái sự tiến bộ từng chút một, từng chút một. Và cho đến khi mà chúng ta nhìn quanh, ở đâu cũng là cái hình ảnh liên quan đến cái tu tập, ở đâu cũng là hình ảnh của Phật Pháp, thì thưa quý vị rằng lúc đó thì chúng ta đã là một người rất là trưởng thành ở trong Phật Pháp rồi. Thì hy vọng rằng tất cả mọi người chúng ta đều là những cái bông hoa tươi đẹp, tô điểm cho nhiều khía cạnh sắc màu của Phật Pháp. Và khi trong cuộc sống, khi mà cầm lên nhánh hoa tươi hay là chúng ta thấy những cái bó hoa tươi đẹp, thì cũng đó là cách tận dụng để mà chúng ta nhắc nhở cái thân. Thì Tịnh Đạt nên mượn cái hình ảnh hoa trong cái phẩm hoa nay chúng ta gọi nhắc thêm một cái sự chú ý trong cái đoạn ngày. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, ngày hôm nay ngày Chủ Nhật chúng ta đã hoàn thành kết thúc xong buổi cuối tuần. Kỳ tới thì chúng ta sẽ ôn tập đến câu kinh Pháp Cú Chi năm và chín. Chúng ta đến là bốn câu tích Đại Đức Maha Kassapa, câu 56. Tích truyện thứ hai, Đại Đức Cồ Diệt Viên Tịch Vô Thí Cát Thera, liên quan đến câu 57. Và tích truyện thứ ba là ông Oán Trách Thí Garaha Dina, câu số 58 và 59. Thì tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục để mà ôn tập cuối tuần. Hy vọng rằng Tịnh Đạt và tất cả quý vị chúng ta sẽ tham gia một cách đầy đủ và ôn tập một cách rất là quan hỷ, giống như là những ngày mà chúng ta ôn tập của những cái buổi học trước. Một lần nữa Tịnh Đạt xin được tri ân Chư Tăng và tất cả quý vị đã tham gia buổi ôn tập cuối tuần ngày hôm nay. Kính chúc Chư Tăng và kính chúc quý vị luôn luôn thân tâm được an lạc. Nam Mô Buddhaya. Dạ, kính mời cô Cẩm Vân trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con kính tri ân. Chúng con kính tri ân Đại Đức Tịnh Đạt đã hướng dẫn cho chúng con, ôn bài ngày hôm nay. Và chúng con kính tri ân Chư Đại Đức Tăng. Và chúng con kính thỉnh Đại Đức Tịnh Đạt chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng mít đến Sư. Hawandu sapa mangalang rakandu sapa dewata sapa buddha nupavena sapa thamma nupavena sapa sangha nupavena sada sothi bhavantu te sadhu sadhu. Dạ, kính mời cô trở lại với diễn đàn. Dạ, sa thú lành thai,
Chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Tịnh Đạt, Đại Đức Tuệ Đức cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới và ôm bài ngày cuối tuần. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng. Kính mời quý Phật tử cùng cảm dân hồi hướng. Ya de wa ta san ti vi ha ra wa si ni thu be ga re mu thi ga re ta hin ta hin ta tham ma da de na pa wan tu bu chi ta so thiên ca ron te tha vi ha ra mang da le thề ra cha mắt cha na wa ca cha bit kha vô sa ra mi ca da na pa ti